Nghiện gì? Lên nóc nhà là lên nóc nhà. Tôi mệt quá. Bùng 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 bùng. Xem là có gì hay cho mọi người nghe nhỉ. Anh em vẫn chưa đi ngủ à? Ấu ấu ấu. Có lẽ là tôi phải đi ngủ rồi. Sâu gì sâu gì sorry nhá, bật nhầm Cảm ơn Đức Nguyễn.